nhất là có cái gì đó hạnh phúc. Về cái điểm cá nhân là mình cũng còn có cái khả năng đi đi hành hương Đức Phật, có những chỗ mình đi đến được và có những chỗ mình chưa đi. Chỗ mà đến được á, thì mình rất là hoan hỷ, tại vì mình bước được những cái bước đi trên cái vết chân của Đức Phật đã từng đi qua, và mình đã thực sự xác nghiệm được cái trên những cái bước đi đó mình có thể đạt được hạnh phúc. Còn những chỗ chưa đi qua thì mình vẫn tiếp tục và ao ước rằng mình sẽ đi đến được. Chuyến đi lần này để cho chị đã học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là xin cảm ơn các quý thầy, quý cô đã tạo điều kiện cho chị được đến nơi đất Phật. Tại nơi đây chị được học hỏi tất cả các thầy, các cô và tất cả các bạn đạo đã tạo điều kiện cho chị có một cơ hội. Tôi cũng là lớn tuổi nhưng mà sau khi đã qua đến đây rồi và đi đi thăm Tự Đồng Tâm, đi thăm viếng lễ bái Đức Phật thì cảm xúc rất là hạnh phúc và sung sướng, và trong tâm hồn cảm thấy rất là an lạc. Và cũng muốn nhắn nhủ những Phật tử khác hay là những đồng hương nên nên đi viếng thăm những thánh tích này, vì nó sẽ đem đến cho mình những cảm xúc thật là sung sướng và thong dong. Mình rất là hoan hỷ và cảm thấy rất là an lạc khi đặt chân đến đất nước Ấn Độ. Cảm xúc rất là nhiều. Thật sự là mình rất là cảm ơn đoàn đã tổ chức cái tour này. Và mình hy vọng là sau chuyến đi này sẽ còn những cái tour khác nữa. Và nếu mình có duyên lành á, thì mình sẽ đến đây một lần nữa. Mình hy vọng lần sau mình và người bạn mình và tất cả mọi người sẽ đến miền đất Phật này một lần nữa. Không thể là ngờ được, mình cũng không bao giờ nói ra bằng lời, rất là nhiệm màu. Đất Phật này khi mà chưa đi thì tất cả mọi người đã nói rồi, nhưng mà mình để nói để mình muốn qua đây để tìm hiểu thêm, để biết coi có thật như vậy không. Rất là nhiệm màu. Có thể mình qua đây rất là an lạc, con người mình rất là nhẹ nhàng, tâm linh rất là thoải mái. Cô rất là cảm xúc rất là vui đã đến đất Phật này. Khi mà nhìn thấy cái chỗ mà của Đức Phật đản sinh, tự nhiên trong trong lòng nó có một cái sự sổn sáng trong lòng, nó sao á, không 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 giải thích được. Cho nên là cái khó mà tìm được cái cảm xúc nữa lắm. Chỉ có ở nơi đất Phật mình mới tìm được những cái suy nghĩ và cái cảm xúc như vậy. Cho nên mình phải trải nghiệm mình mới nhận được những cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là tôi đi được đến đất Phật thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều người sẽ đi đến được đất Phật để mà chiêm bái những cái thắng tích, những cái mà nơi mà Đức Phật mình đã sống và đã sinh ra và sống và đã trở thành một bậc đại giác để mà làm cái đấng cha lành của mình. Lần đầu tiên con đến nơi này thì cảm xúc của con rất là xúc động và hạnh phúc. Và con có một mong muốn là tất cả những người con Phật tử đều có thể có một lần đến nơi đây ạ, để mình biết được cội nguồn tâm linh của mình. Cái cảm nhận của cô khi bước chân tới đây, thấy đây là một Đức Phật có thật, và thân tâm cô được an lạc. Và trong chuyến đi này, cô mong những người đồng bạn cùng đi chung trong chuyến suối Nguồn Ba này thanh tâm thường an lạc giống như cô. Nam mô A Di Đà Phật. Và cô cũng có cái cảm tưởng đến đây thì gia đình bốn người, thì cháu của cô và mấy chị em cô, thì cô cũng là cảm tưởng của cô rất là vui mừng khi đến đất Phật. Ngày hôm nay ngay tại chỗ này là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì rất là xúc động, như là một vị từ phụ, một vị cha già đã hướng dẫn cả nhân loại tu tập đến
sự Ấn Độ lần đầu tiên tôi rất là xúc động. Tôi đến chỗ nào tôi khóc chỗ đó. Tôi rất là cảm động. Lần đầu tiên bác đến đây bác thấy rất xúc động. Bác qua những lần trước bác đã cầu nguyện rồi đã được thỏa mãn là bác trong mình bác không được khỏe, chân cẳng bác đau, nhưng mà bác cầu nguyện với Phật tình Phật gia hộ cho bác nay bác được mạnh khỏe để tiếp tục cuộc hành hương. Thì mình cũng mong muốn khoảng 2 đến 3 năm rồi thì hôm nay mình mới được đặt chân lên đất Phật lần đầu tiên. Đó. Thì hôm nay thật sự là mình rất là xúc động. Lần đầu tiên anh tới đây rất là cảm xúc rất là xúc động, rất là hạnh phúc. Hy vọng là anh muốn được trở lại thêm một lần nữa để thăm viếng anh này. Tôi là người Phật tử mới biết Phật Pháp một năm nay. Nay có duyên lành đến nơi đất Phật. Cảm giác tôi thấy cũng như là một cái nhiệm màu của đất Phật. Rất là cảm xúc khi nhìn thấy Phật Niết Bàn. Trong trường hành hương này, chúng tôi đã đến đảnh lễ thánh tích của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời cũng có một cái tâm nguyện là chia sẻ những cái sự nghèo khó của dân chúng tại xứ Ấn Độ này. Cho nên hôm nay là một trong những cái chương trình từ thiện mà trước đây chúng tôi đã chia sẻ với những các em học sinh nghèo khó đi học thiện nguyện, có những cái trường học dạy thiện nguyện rất là khó khăn, chúng tôi để chia sẻ về bằng phát quà, tặng tiền. Và hôm nay đây là để chia sẻ cho những người nghèo khó ở tại xứ này, ở cái vườn Bồ Đề Đạo Tràng, với là 400 phần quà tặng mền và một số tình tài, gọi là một cái chút tình chia sẻ đối với những người nghèo khó. Thì mong rằng với một cái của ít lòng nhiều này để đem lại cho cái một chút niềm vui để với những người đang khó khăn. Chúng tôi nguyện cầu mười phương chư Phật chứng minh và cầu nguyện cho tất cả những người khó khăn này được sống trong sự an lạc hạnh phúc các tường nghĩ của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của phái đoàn Sứ Nguồn Tâm Linh 3 do chùa Lâm Tỳ Ni tổ chức chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ năm 2016. Hiện tại chúng tôi đang là ngày cuối cùng ở tại thành phố Varanasi, nơi gần vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật Thích Ca đã chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Nhân ngày hôm nay là ngày cuối cùng của phái đoàn ở tại đây, chúng tôi có chuyến từ thiện phát 500 phần quà cho các gia đình nghèo ở tại vùng này. Xin tường thuật đến tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi đi được đến đây là chúng tôi rất phấn khởi và cái đó là một cái niềm hạnh phúc của gia đình tôi. Là một người con Phật thì con rất xúc động khi mà được đặt chân về nơi đất Phật. Cảm xúc của một người con Phật nó thật sự là nó rất là dâng trào, giống như mình được về với chính người mẹ của mình, người cha của mình vậy. Thực ra là trước khi mà đi cái chuyến đi này, con cũng không có nghĩ là con đi được đến đây. Con cũng không nghĩ là con có đủ duyên đến đây và cũng không có hề có một cái ý nghĩ nào hết. Nhưng mà khi mà đến đây rồi á, thì mới thấy là đúng là có nhiều cái rất là nhiệm màu và có nhiều cái đúng là phải là có cái nhân duyên như thế nào đó thì mình mới chung với lại tất cả mọi người và đến đây và được chiêm bái những cái thánh tích Phật giáo như vậy là một điều rất là quý. Con rất cảm ơn quý thầy, quý cô và các cô bác, anh chị em Phật tử đã dắt dìu cho con được hôm nay đến đất Phật. Con không biết nói gì hơn là con rất cảm ơn. Đây là lần đầu tiên con đặt chân về đất Phật để thăm thánh tích nơi mà Phật đản sanh. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được đủ duyên về đây và cầu nguyện cho tất cả các Phật tử ở trên thế giới này ai ai cũng đều
quay về một lần ở nơi đây để chiêm ngưỡng lại những gì mà Đấng Tư Phụ mình đã được sinh ra và lớn lên và giúp cho thế giới này được hòa bình, chúng sanh an lạc. À, đây là lần thứ ba mà tôi có diễn phúc được quay trở lại quê hương của Đức Phật. Mặc dù là lần thứ ba nhưng mà cảm xúc vẫn như ban đầu, là rất là xúc động và tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì Đức Phật của chúng ta không phải là một vị thần thánh mà là người thật. Người thật đã từng sinh ra tại đây và lớn lên trong một cái gia đình vương giả, và đã từ bỏ tất cả để tìm con đường giải thoát. Cho nên qua những lần mà đi tới Đức Phật thì cái lòng tin về đạo Phật và tu tập nó càng kiên cố hơn. Và tôi mong rằng là sẽ đầy đủ duyên để mà một ngày nào đó được xuất gia theo con đường giải thoát của Đức Phật. Tôi đến đây với một tâm trạng rất là xúc động và có cảm giác như là mình về là Đức Phật, là con của Phật. Trong tim tôi luôn luôn có Phật, ngay tại lúc này và thời điểm này. Vừa như em vô niệm bổn sư Thích Ca là tự nhiên cái là muốn nghẹn ngào vậy đó. Coi như mình có cái cảm xúc làm như rất là mạnh, không hiểu.